Nhưng mà ngoại trừ thông tin này ra đó chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa liên quan tới Celsius có nghĩa là một cuộc phỏng vấn với lại Simon Dixon. Thì Simon Dixon đã đồng ý phỏng vấn với lại channel Digital Asset News và đây là một trong những cuộc phỏng vấn mà rất nhiều người xem hồi sáng này thường cũng đi dành thời gian để mà xem phần lớn cái cuộc phỏng vấn này rồi. Và thường muốn chia sẻ một số điều với các bạn tại vì rất nhiều bạn quan tâm đến là hiện bây giờ đó Celsius họ rất là im lặng họ không đưa ra bất cứ thông tin gì cho cộng đồng hết không ai biết được thật hư ra sao rất nhiều tin đồn ngay cả CEO Alex Masinski cũng không có rõ là ông ta đang ở đâu không có lên trên livestream không có nói gì với cộng đồng hết và thậm chí có nhiều tin đồn là ông ta muốn trốn về Israel nhưng mà không có thành công thì Simon Dixon là ai và tại sao lại là người đại diện để mà có buổi livestream này với lại cái channel Digital Asset News để nói về bước kế tiếp của Celsius thì đầu tiên hết đó, Simon Dixon là CEO của Bank of the Futures Đây là một trong những cái quỹ đầu tư Và đầu tư vào những công ty như là Coinbase, Kraken Thì những ngày đầu tiên Nói chung đó đây là một công ty mà đã có lâu rồi rồi Và công ty này đã cũng là cổ đông của công ty Celsius Và công ty Celsius đó trước đây đã cũng đã ra cái lời mời Simon Dixon Để trở thành hội đồng quản trị của Celsius Nhưng mà Simon Dixon cũng đã từ chối Tại vì sao thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa và Simon Dixon đó không chỉ là cổ đông của công ty Celsius mà cũng là người mà có nhiều tiền gửi trên Celsius nhất hiện bây giờ Có nghĩa là không ai gửi nhiều tiền hơn là công ty của Simon Dixon cũng như là Bank of the Futures Và có một điều nữa đó là Bank of the Futures ngoại trừ là công ty đầu tư ra họ cũng là công ty tư vấn Và cũng đã từng giúp đỡ cho nhiều cái sự cố tương tự như là những công ty mà đang gặp vấn đề về tài chính đó, thì họ tham gia vào để mà hỗ trợ tư vấn để cho giúp cho họ có thể hồi phục được và một trong những cái ví dụ mà Simon Dixon nói tới đó chính là sàn Bitfinex khi mà họ bị uh, lấy mất đi một số tiền là khoảng nhớ là khoảng 60 hay là 70 triệu cách đây vài năm đó lúc đó là còn số tiền rất là lớn năm 2016 thường nhớ là thời điểm đó là Bitfinex cũng gần như là muốn phá sản nhưng mà cuối cùng cũng đã hồi phục lại và Simon Dixon và công ty Bank of the Future cũng là một trong những đơn vị tư vấn cho nên đợt này đó gặp sự cố thì Celsius cũng đã mời Bank of the Future cũng như là Simon Dixon tới để mà cố vấn xem coi là làm sao để giải quyết cái vấn đề bây giờ. Nhưng mà Simon Dixon thì không tham gia vào cái đội ngũ cố vấn hiện bây giờ. Lý do tại sao? Thì lý do đó cũng tương tự như là Simon Dixon không có muốn là một cái thành viên của hội đồng quản trị Tại vì nếu làm như vậy đó thì Simon Nixon sẽ không có thể nào mà nói chuyện à, một cách tự nhiên được. Tuy là bây giờ đó thì Simon Nixon cũng đã ký giấy tờ là một số những thông tin nội bộ của Salesforce sẽ không có được công bố ra. Nhưng mà với cái vị thế bây giờ đó không phải là hội đồng quản trị cũng không phải là đơn vị hỗ trợ tư vấn chính thức thì Simon Nixon có thể trả lời một số câu hỏi miễn là không có liên quan đến cái uh, hợp đồng ký bởi Salesforce mà thôi. Thì Simon Nixon uh, vẫn đưa ra ba cái giải pháp for celsius và cái công ty mà đứng sau lưng sẽ lựa chọn và thực hiện giải pháp đó chính là công ty trafi hiện bây giờ đó vẫn chưa có giải pháp nào là được lựa chọn hết và samuel nixon nói là tại vì hiện bây giờ có thể là đang có một cái sự lộn xộn trong cái nội bộ của celsius giữa hội đồng quản trị giữa những cái người đứng đầu của công ty đó có thể là họ bất đồng về cái cách xử lý vấn đề này như thế nào nhưng mà Trước hết các bạn cần nên biết đó là Celsius thật sự đã gặp vấn đề về tài chính Đó không phải là uh, một tin đồn nữa mà là sự thật rồi Và bây giờ họ gặp vấn đề tài chính nghĩa là sao? Có nghĩa là họ đang gặp một cái sự cố là nếu như mà họ mở cho người ta rút tiền đó, Thì mọi người sẽ ào ạt tới rút Nhưng mà công ty Celsius sẽ không có đủ tiền để mà trả cho mọi người đâu nhưng mà cái câu hỏi bây giờ đó là Celsius không có tiền để mà trả cho mọi người khi mà tới rút Tại vì công ty Celsius đang gặp vấn đề thanh thoản có nghĩa là cần thời gian Có thể là họ đầu tư vào một số những cái dự án nhưng mà họ cần thời gian để mà rút tiền ra Cho nên khi nào mà đến kỳ hạn họ mới rút tiền ra được Nếu như đó là sự thật đó, thì không gì phải lo lắng Chỉ cần tiếp tục chờ đợi mà thôi Nhưng mà cái thứ nhì đó là nếu như mà Celsius thực sự đã thua lỗ mất đi một số tiền lớn Như là chúng ta mới nói tới là 2 tỷ thậm chí là nhiều hơn thì họ hoàn toàn không có cách nào mà bù đắp cái số tiền đó lại hết Simon Dixon thì không thể chia sẻ rõ là Sales sự đang gặp trường hợp nào Trường hợp thứ nhất là đang gặp vấn đề liên quan đến thanh thoảng hay là trường thứ nhì Họ đã bị mất đi một số tiền Nhưng mà theo cái cuộc phỏng vấn này tôi nghĩ là trường hợp thứ nhì là nó khả thi hơn Có nghĩa là công ty sales sự thật ra đã bị mất đi một số tiền thì đối với lại Sam Dixon, đó, ông ta đã đưa cho sales ba cái sự lựa chọn Và công ty Bank of the Future đó chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Nhưng mà công ty chính thức đó, để mà đứng ra để mà lo cái sự việc này thì chính là công ty TradeFi. Thì ba cái sự lựa chọn là gì? Lựa chọn đầu tiên đó, lựa chọn nhanh chóng nhất có thể là nói với cộng đồng chuyện gì đã xảy ra, chia sẻ một cách rõ ràng cái số tiền còn lại đó thì đưa lại cho cộng đồng. Nếu như mà chúng ta mất đi 10%, 20% đó thì mọi người chỉ có thể rút ra cái số tiền như vậy mà thôi có nghĩa là không thể rút 100% được tại vì một số tiền đều bị mất đi nhưng mà ít ra ra phần còn lại thì trả lại cho những người mà gửi vào họ chỉ mất một số phần trăm mà thôi và thêm vào đó nó có thể là bù lỗ cho những cái người tiếp tục tin tưởng công ty bằng cách là phát hành một cái token nào đó giống như là việc làm của một số sàn trước đây như là chúng ta nói tới sàn Bitfinex khi mà họ bị mất đi một số tiền thì họ tạo ra một cái đồng trên sàn của họ đưa cho những cái nạn nhân rồi họ đã hứa hẹn là sau này khi mà kiếm được thu nhập đó họ sẽ dùng tiền thu nhập để mà mua lại những cái token đó đó là cách mà những cái người ở trên sàn cuối cùng cũng đã lấy lại được cái số tiền mà bị mất đi sau sự cũng có thể làm điều tương tự có nghĩa là còn lại 70% phần trăm hay là 80% phần trăm thì trả lại số đó nếu như mà người ta muốn lấy và sau đó đó thì đưa cho cái số nạn nhân đó một cái token với hứa hẹn là khi mà họ làm ăn có lại họ sẽ dùng tiền để mà mua lại cái số đó từ cộng đồng thì từ đó cộng đồng có thể lấy lại cái số tiền đã bị mất đi đó là cái lựa chọn đầu tiên nhưng mà Simon Dixon nghĩ là cái lựa chọn đó đã, đã quá trễ rồi. Để có thể có được cái lựa chọn này đó thì lòng tin vẫn phải còn. Có nghĩa là khi mà sự cố xảy ra đó đáng lý đâu là Celsius cần phải nhanh chóng thông báo với mọi người. Nhưng mà Alex Maksimki đó cho đến phút cuối, cho đến một ngày trước khi mà có sự kiện này xảy ra và không rút tiền nữa. Các bạn đã nhớ là tới ngày 11 tây alex mcsincky vẫn nói là công ty không có vấn đề gì hết đó, rồi ngày sau đó không như rút tiền dẫn đến là cộng đồng đã mất đi cái lòng tin với là sausage cho nên cái đề xuất số 1 này đó, đến thời điểm hiện bây giờ đã khó có thể thực hành được tại vì khi mà mở lại đó, thì phần lớn mọi người sẽ rút tiền và họ cũng sẽ không có chấp nhận cái token được chia sẻ bởi sausage đâu ở thời điểm này rất là khó tại vì đã quá trễ đó là suy nghĩ của simon dixon mà thôi nhưng mà đây vẫn là một đề xuất mà đang được xem xét bởi TradeFi, công ty mà thực sự thực hành. Cái lựa chọn 1, 2 hay là 3 này. Lựa chọn thứ nhì đó là một cái lựa chọn mà cần phải đi kiếm thêm nhà đầu tư. Có nghĩa là Alex Muskey và cái hội đồng quản trị của công ty Salesforce thì họ phải chấp nhận là trích ra một phần của cái cổ phần của mình để mà thu hút những nhà đầu tư, có thể là họ cần phải bán một phần công ty để thu thêm tiền vào. Thì tại sao mà một nhà đầu tư lại muốn mua lại cổ phần của Samsung trong khi mà công ty này đã dính nhiều cái sự kiện như vậy thì có thể là Sam Nixon thuyết phục mọi người là chỉ cần đưa lại cái số tiền cần thiết lắp lại cái lỗ hổng đó cho những cái người mà gỡ tiền đó, thì sẽ từ từ gây dựng được đồng tin chỉ cần là lòng tin còn ở đó cái thương hiệu còn ở đó thì có thể là gây dựng lại và có thể là tiếp tục hoạt động để kiếm thêm tiền và sau này công ty cũng sẽ phát triển thì những nhà đầu tư đó cũng sẽ có thể có được cái lợi nhuận khi mà họ bỏ số tiền ra để mua cái cổ phần ở giá thấp hiện tại đó cũng là một cách nếu như mà có thể thu được cái số tiền đó đến từ những nhà đầu tư bên ngoài bằng cách là bán đi một phần của công ty có nghĩa là những người mà cổ, cổ đông đó những người mà ở hội đồng quản trị họ cần phải chấp nhận mức một phần cổ phần của mình để có thể là thu tiền bên ngoài vào đó là điều thứ nhì đây cũng là một trong những cách làm của Bitfinex năm 2016 khi mà họ nói là một số những cái token á, thì có thể chuyển đổi thành cổ phần của công ty thì điều này đã thu hút thêm nhiều à, những cái người muốn sở hữu cái token đó khi mà họ vẫn nghĩ là cái thương hiệu Bitfinex vẫn còn và vẫn có khả năng kiếm được lợi nhuận trong tương lai và cuối cùng họ đã đoán đúng Southsex cũng có thể làm điều tương tự đây là cái đề xuất thứ nhì đề xuất thứ ba đó là một đề xuất mà mọi người đâu hoàn toàn thật sự là không còn bất cứ lòng tin nào thậm chí đó là ở trong công ty đó nội bộ cũng đã tan rã rồi không còn lòng tin với lại hội đồng quản trị không còn lòng tin với lại những lãnh đạo nữa thì nếu như mà đã đến cái mức đó đó càng chờ lâu thì sẽ càng đến mức đó nếu như đã đến mức đó rồi đó thì không có cách nào khác ngoại trừ là bán hết cả công ty này kiếm một cái công ty khác mua lại công ty này toàn bộ là giao cho công ty mới và công ty mới đó đó đưa ra các xử lý riêng đối với những người mà đang gửi tiền đương nhiên một công ty mà mua lại sao sẽ họ sẽ không có để cho cái số lượng người mà đang gửi tiền đó đi chỗ khác đâu họ cũng sẽ làm cách nào đó để những người gửi tiền tiếp tục lòng tin vỡ lại và thương hiệu sao sẽ đánh giá bao nhiêu thì sao Simon không có biết nhưng mà đây là cái đề xuất thứ ba trong ba cái đề xuất này các bạn nghĩ đề xuất nào đó là khả thi hơn các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này và thật ra đó hiện bây giờ vẫn đang có một cuộc bỏ phiếu cộng đồng xem coi là đề xuất nào là đề xuất mà có thể thực hiện được và đề xuất tốt nhất đối với lại celsius cũng như đối với những người mà gỡ tiền Đối với Simon Dixon thì điều quan trọng hơn hết đó chính là làm sao để cho những cái người gửi tiền họ không bị thất thoát. Đó là điều tốt nhất. Tại vì chỉ cần là họ không bị thất thoát, họ còn lòng tin với lại công ty, họ còn lòng tin với lại ban lãnh đạo thì công ty sẽ có ngày có thể chở mình được. Nhưng mà có một điều mà Simon Dixon đã nói rất là rõ đó là dựa theo cách làm của Celsius thì bây giờ rất rõ ràng khi chúng ta nhìn thấy được công ty BlockFi bây giờ tới Celsius khi mà mọi chuyện nếu như đã qua đó thì cũng không thể tiếp tục hoạt động như xưa nữa. Tại vì đối với luật đó thì các bạn nên hiểu là nếu như các bạn mở một công ty mà các bạn nhận tiền rồi sau đó các bạn trả lãi, nếu như mà cái lãi đó nó đã đến từ việc là giả sử như thuận gửi tiền vào trong saus đi, sẽ lấy tiền của thuận rồi cho bạn khác mượn, rồi cái phần lãi đó đó sẽ chia một phần cho thuận một phần là họ giữ thì đó gọi là peer to peer thì đó là một cái cách làm mà không có cần những cái bằng như là bằng ngân hàng nhưng mà ngược lại đó cách làm của BlockFi tại sao BlockFi lại bị phạt một con số tiền lớn đến từ SEC mà họ nói là sản phẩm BlockFi là một cái chứng khoán tại vì đó, không công ty BlockFi không phải hoạt động như vậy và sau sự thuận nghĩ của hoạt động giống như BlockFi đó chính là các bạn gửi tiền vào tiền các bạn sẽ được hợp lại thành một rồi sau đó đó bạn và tiền của nhiều người khác hợp lại thành một quỹ đầu tư sau đó họ dùng cái số tiền đó để mà đầu tư để mà cho vay tất cả giống như là họ quản lý quỹ đầu tư gì đó, đó nhưng mà sao lại không phải là công ty đầu tư họ cũng không có cái bằng cấp để quản lý quỹ đầu tư như vậy cho nên cho dù là cái sự kiện này có thể được trôi qua đi nữa đó, thì sao cũng sẽ gặp vấn đề liên quan tới pháp lý và thứ ba nữa nếu như mà một công ty nào đó giống như là celsius ấy, thì uh, họ nói là các bạn gửi tiền vào thì tiền các bạn vẫn ở celsius và các bạn có thể rút bất cứ lúc nào có nghĩa là họ đảm bảo một trên một uh, không giống như là peer to peer peer to peer là khác giống như là thuận gửi cho một uh, dịch vụ nào đó dịch vụ đó nói là họ là peer to peer lending họ sẽ lấy cái tiền của thuận cho bạn khác mượn và trong thời gian đó nó thường không được đòi tiền lại tại vì khi đòi họ sẽ không có thì đó là peer to peer thì đó không có phải là phạm pháp nhưng mà ngược lại nếu như mà công ty đó nói với thuận đó là đưa tiền cho họ thuận thì rút với lúc nào nhưng mà hàng tháng họ sẽ trả lại nhưng mà trên thực tế đó khi mà thuận tới rút họ không có cái số tiền của thuận nằm ở đó mà họ đã cho vay hay dùng tiền làm chuyện khác rồi đó thì đó gọi là cách làm của ngân hàng fractional reserve thì các bạn cần phải có bàn của ngân hàng tại vì ngân hàng thì mới có thể làm như vậy họ lấy tiền các bạn gửi vào sau đó họ đi đầu tư nơi khác nhưng mà họ có thể là nói các bạn là tới với cái lúc nào nhưng mà điều hợp pháp tại vì họ có bằng ngân hàng chỉ có ngân hàng mới làm được điều này cho nên Simon Dixon nói là cho dù sau đây nữa đó thì tương lai của Celsius cũng sẽ rất khác so với lại hiện tại tại vì không thể tiếp tục hoạt động như vậy nữa nhưng mà đối với thuận đó thì nếu như không hoạt động như thế này thì làm sao để kiếm được tiền tại vì thật sự mà nói là Celsius cũng là một nơi mà người ta chủ yếu gửi để lấy lãi mà thôi chứ còn người ta đâu có lên trên đó để mà trade đâu đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà đây là thông tin mới nhất đến từ Celsius Đây là ba cái đề xuất mà Simon Dixon đã giao cho công ty Celsius rồi Để cho công ty TradeFi bây giờ đang đàm phán với lại Celsius Cái mà không muốn xảy ra đó chính là công ty Celsius khai phá sản Khi mà họ khai phá sản rồi đó thì tất cả tài sản sẽ bị niêm phong và sẽ được xử lý theo luật phá sản có nghĩa là những tài sản đó có thể được bán rồi sau đó đó là trả nợ cho những chủ nợ và lúc đó là một trong những cái sự kiện mà làm cho những người mà gửi tiền bị thất thoát nhiều nhất đó chính là điều mà chúng ta không muốn xảy ra cho nên cả ba cái đề xuất này đó là ba đề xuất mà có thể nói là tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại cho Celsius ngoài trên đưa ra thì chúng ta thấy được là World Blockchain hôm nay đưa ra một cái thuyết nói là có tin đồn là biệt thự của Husu, Husu là người dẫn đầu của quỹ Tuy Els Capital đó ở Singapore à, đang à, được bán và bán với cái giá là 48,8 triệu đô la Singapore à, và cái biệt thự này đó là ở địa chỉ bên dưới các bạn thấy trên màn hình nhưng mà nhiều người nói là đây không biết là thông tin thật hay là không, tại vì trước đây cũng đã nghe nói đó là hồi tháng 12 năm 2021, cái đây nửa năm thì cũng nghe nói là Husu mua lại cái biệt thự với cái mức giá là khoảng 49 triệu đồng Singapore nhưng mà không ai có thể xác nhận được là đây có phải là địa chỉ của HUSU hay là không. Chúng ta cũng có một số những thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn. À, chúng ta nói tới Coinbase đi thì hôm nay cũng có khá nhiều người nói tới là công ty Coinbase bán tài liệu của người dùng ở trên sàn của họ cho cái cơ quan nhập cư và hải quan của Hoa Kỳ hay còn gọi là ICE à, và họ bán thông qua một cái sản phẩm gọi là Coinbase Tracer thì cách mà họ làm có nghĩa là họ bán những cái dữ liệu này Coinbase Tracer sẽ cho ai biết là người mà sử dụng ví đó đó là đang ở IP nào, đang ở cái địa điểm nào và thân phận như thế nào đó là cách mình thuận hiểu nhưng mà Coinbase sẽ nói là không phải họ có cái sản phẩm là Coinbase Tracer nhưng mà họ chỉ bán những cái tài liệu họ thu thập được từ internet mà thôi chứ không phải là họ bán dữ liệu của người dùng của họ chúng ta không biết được là ai nói thật ai nói dối nhưng mà đây là điều mà được nói đến nhiều ngày hôm nay mà thường muốn chia sẻ với các bạn cái mà các bạn cần nên hiểu đó là có thể các bạn nghĩ là các bạn sử dụng ví chữ lạnh các bạn sử dụng một ví cá nhân cái ví đó đó hoàn toàn không đăng ký tên tuổi các bạn cho nên các bạn nghĩ là không ai biết các bạn là ai nhưng mà thật ra cũng khá là khó tại vì ngoại gì các bạn rất cẩn thận và sử dụng những nền vpn mà thôi mỗi lần các bạn sử dụng điện thoại hay là chiếc máy vi tính để các bạn gửi đồng từ cái ví đó thì đương nhiên sẽ có cái IP họ sẽ biết ít ra các bạn đang nằm ở vùng nào khi mà thông qua cái IP của các bạn như vậy nữa đó là nếu như mà các bạn không cẩn thận mà dẫn đến dính vào một địa chỉ nào đó giống như các bạn gửi tới một địa chỉ nào đó địa chỉ đó, đó đã từng được dùng để mà rút tiền từ sàn hay là gửi tiền vào sàn thì đương nhiên Sàng sẽ có thông tin các bạn thì từ đó họ cũng sẽ lừng ra các bạn là ai. Cho nên việc mà các bạn muốn hoàn toàn ẩn danh á, thì cũng không hề dễ đâu ngoài trừ các bạn cực kỳ cẩn thận mà thôi. Theo thường biết đó là những cái Bitcoin mà mới vừa được đào đó thì những Bitcoin đó không có lịch sử. Thì thường biết là có những cái chợ bán Bitcoin đó, đó với cái giá cao hơn là giá trên thị trường. Tại vì sao? Tại vì không có lịch sử. Nhiều người muốn sử dụng Bitcoin đó để làm những chuyện mà họ cần làm và thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ với các bạn đó là ở châu âu thì họ cuối cùng cũng có một cái sự thỏa thuận liên quan đến một cái luật gọi là MiCA đây là một cái luật liên quan đến crypto và đồng ổn định đến từ châu âu và cũng là một luật chúng ta cũng đã nói tới trước đây rồi nhưng mà cuối cùng nó đã đạt được một cái thỏa thuận và dựa theo bài viết này đó thì cũng chưa có xem chi tiết nhưng mà dựa theo bài viết này đó thì họ đưa ra à, hai cái điều chúng ta cần phải lưu ý đến thứ nhất đó là liên quan đến những đầu ổn định ở châu âu thì để có thể hoạt động được ở châu âu đó thì một đầu ổn định đó cần phải có tổng cái số tiền mà đảm bảo đó là nằm ở một nơi rất là an toàn thì đương nhiên đây là một trong những cái điều mà chúng ta cũng muốn thấy là những đầu ổn định thì được bảo quản tốt và cái số tiền đó đó là không có gặp vấn đề gì về pháp lý khi mà công ty mà phát hành tiền đó bị phá sản vân vân thì đây cũng là một điều tốt nhưng mà cái mà nhiều người nói đến là những đầu ổn định chỉ có thể hoạt động trên những cái sàn ở châu Âu là lên tới tối đa là 200 triệu euro mỗi một ngày mà thôi thì 200 triệu mỗi một ngày các bạn nghe có vẻ như là lớn nhưng mà thật ra không lớn đâu để cho các bạn thấy được là đây là cái tài liệu đến từ một người trên Twitter họ đã thống kê lại đó là cái số lượng giao dịch sử dụng đồng ổn định trên thế giới bây giờ mỗi ngày là bao nhiêu chúng ta nói tới đồng Tether đi là đồng lớn đó thì chúng ta đã thấy được là mỗi một ngày tới 50,4 tỷ đô la có nghĩa là 48 tỷ euros hoạt động mỗi một ngày và đồng USD Coin đó là tới 5,6 tỷ đô la cũng như 5,4 tỷ Euro mỗi một ngày thì con số này quá lớn so với con số mà 200 triệu mỗi một ngày đến từ châu Âu thì đương nhiên con số này là cả thế giới nhưng mà các bạn thấy được châu Âu cũng là một trong những nơi mà có nhiều cái sự giao dịch crypto cho nên 200 triệu này là con số quá thấp đối với là nhiều người và lý do tại sao mà họ đưa ra 200 triệu tại vì họ muốn tránh những cái sự kiện như là Luna xảy ra thêm một lần nữa đương nhiên đây là thông tin chỉ ảnh hưởng đến châu âu mà thôi không ảnh hưởng đến hoa kỳ hay là những quốc gia khác và điều thứ nhì đó là những cái đồng như đồng đai đây là những đồng ổn định phi tập trung thì làm sao mà có thể quản lý được rất khó để quản lý cho nên cho dù có được này nữa đó thì tôi nghĩ là nhiều sàn hơn sẽ sử dụng đồng đai để có thể là tránh được cái luật này và điều kế tiếp Thông muốn chia sẻ với các bạn đó là trong luật này cũng có một phần liên quan tới bảo vệ người dùng. Thì điều mà chúng ta cần phải quan tâm đó là họ nói là nếu như mà chúng ta có những đồng như Bitcoin Tôi nghĩ Bitcoin đó sẽ không có ai quan tâm nhiều nữa đến bây giờ Bây giờ thì Bitcoin đã là một đồng mà sàn nào cũng có rồi Và Bitcoin là một đồng mà nhiều người cũng đã có cái sự công nhận Nhưng mà nếu như mà một sàn nào đó mà list một cái đồng mà không có người đứng đầu có nghĩa là một đồng các bạn có thể nghĩ đơn giản như là chúng ta nói tới đồng CPI đồ đi các bạn đâu biết là người đứng đầu là ai đâu thì cái nhóm đứng đầu mà không rõ danh tính á, mà một sàn mà list đồng đó thì họ có thể list chứ không phải là không list được có thể list nhưng mà cái sàn đó là hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như đó là một đồng lừa đảo thì sàn đó sẽ phải chịu trách nhiệm đối với pháp lý các bạn đã thấy được đây là một cái luật mà không tốt đối với một số những cái token bây giờ mà không rõ là người đứng đầu là ai Đương nhiên bây giờ sàn nào cũng có Bitcoin thì không nghĩ là sẽ có sàn nào đi list Bitcoin đâu Nhưng mà nếu như lần này thông qua thì nghĩ là họ sẽ suy nghĩ lại nếu như mà họ muốn list một đồng như là CBNU hay bất cứ một đồng nào mà không rõ người đứng sau lưng là ai Tại vì khi mà có vấn đề gì sàn sẽ là người mà chịu trách nhiệm Và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để có thể tìm thấy những ưu đãi như là nhận được bonus cũng như là giảm phí giao dịch trên những sàn lớn lên tới 20%. Các bạn có thể bấm vào bên dưới để tìm hiểu thêm chi tiết. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit if it moves got to grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got